Hello cả nhà đã quay lại video của mình nha. Thì hôm nay cũng chiều chiều mát mát rồi, mình chuẩn bị đi ruộng nha cả nhà. Mình mới suy nghĩ ra một ý tưởng cho vợ mình nghe cả nhà. Vợ mình thích ăn thơm, vợ đang có bầu thèm chua cả nhà. Hôm gà chế thơm trong cho nó chín ăn ăn. Bây giờ mình bẻ chế thơm mình đi giấu thử coi phản ứng của vợ mình ra sao nha cả nhà. Đây, mình đi gần tới trái thơm nha cả nhà. Trái thơm chín mùi gay luôn nè cả nhà. Bây giờ mình trái này chắc còn chua quá, nó hơi xanh. Thì mình bẻ trái thơm này, mình đi giấu. Thì mình kêu vợ mình ra đây ăn thơm. Rồi trái thơm bị mất rồi, thử coi phản ứng của vợ mình ra sao nha cả nhà. Đây, giờ mình đem trái thơm mình đi giấu thôi. Đây, mình để nó ở trên này. Đây, mình để nó gác trên cái cây này, cây măng cục nha cả nhà. Măng cục mà có trái thơm nằm chảnh luôn cả nhà. Giờ mình vô mình kêu vợ mình ra ăn thơm. Rồi mất rồi, thử coi phản ứng của vợ mình ra sao nha. Mời cả nhà đi theo dõi vợ mình coi phản ứng ra sao. Giờ mình vô nhà nha cả nhà. Dạ, thèm thơm hả? Đi ăn thơm đâu rồi? Giờ mình nè cả nhà, chào cả nhà nè. Chào cả nhà. Ước hả? Thèm thơm không? Đi ăn thơm không? Đi thèm. Thèm thắng gà nè. Đợi nước đi rồi đi. Nấm ớt đi. Có ớt trong nhà không? Có. Bầu đang đang nấm ớt chuẩn bị đi ăn chén thơm nha cả nhà. Nấm ớt đỏ chưa nha. Đỏ dữ. Ăn thơm mà nấm ớt ăn sặc chết luôn quá. Thôi mày đi cuộn dăm lúa phụ nha. Hả? Thế hả? Không có biết dặm. Dặm, không biết dặm. Con làm gì? Bắt lớn. Bắt lớn hả? Thì con bắt con nghe đi. Thơm không nghi? Mẹ ngủ đi ăn thơm rồi. Để điện thoại trong nhà đi con. Ra ngoài sao đâu có mẹ. Đâu có mạng đâu. Cưng là con này nghi. Mình nuôi được mấy con gà nha cả nhà. Mình nuôi gà tre. Chơi con hả? Đi nắm tay ba nè. Trời ơi, tối ngày nghe nhạc cô độc phương không à Nghi? Chạy thơm đâu? Thơm gì? Đây nè. Thì nó ở đây chứ đâu. Đâu mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi sao? Ủa, nó ở đây mà. Trời ơi. Có gớt thằng vòng đây không? Rụng không? Rồi sao? Rồi sao? Ăn gì? Thèm mấy bữa. Thì thèm mấy bữa rồi lấy gì về lấy gì ăn? Rồi sao? Rồi ăn gì vô? Không có thèm thơm mà. Hai hái. Thì rồi mặt bầu bị xị luôn. Ừ. Mày mốt mua cái khác hay gì? Dạ. Chứ giờ cái thơm mai hái mất tiêu rồi. Con biết mà đi mua đâu. Còn cây không rồi sao ăn? Rồi luôn. Trời ơi, công tình. Rồi làm chén mì ớt rồi này cả nhà. Rồi cái mặt bị xị rồi. Bây giờ kiếm gì ăn rõ đi. Nè ừ, ăn cái đu đủ này rõ đây. Thôi. Ăn đu đủ non nè. Thèm thơm. Ồ, không ai kìa kiếm xài kiếm gì ăn coi. Đi ra. Giờ đi
kiếm gì ăn thôi chứ giờ thơm mất tiêu rồi. Trời có buồn không? Buồn sao không buồn? Trời buồn luôn. Con trái thơm mà buồn vậy? Đợi thơm chín ăn. Đợi thơm chín giờ không còn sao ăn? Thì bỏ vậy mới buồn. Thôi vậy kiếm cái khác ăn đi chứ. Dục cái xong luôn hả? Có nữa đâu dục. Dục chén muối xong hả? Hả Nghi? Dạ không thấy. Dạ không thấy hả? Đây. Nè có. Có ly kim ma nè. Hả? Chứ ăn gì giờ? Nè ly kim ma có trái nè. Ăn ly kim ma luôn á. Bây giờ ăn gì? Ủa rồi trái gì đây chứ ta? Ăn măng cục không? Những cái măng cục kìa. Ý đây nè. Đây gì? Chồng gì? Chồng gì? Chồng bẻ nè. Chồng bẻ gì? Ừ. Ủa sao? Sao tự nhiên nó nằm ở đây? Ai mà biết. Đi ruộng thì sáng giờ mới về, giờ chuẩn bị đi ruộng nữa mà. Chồng. Chồng. Lấy cho vợ đi. Giờ mình phát hiện, vợ mình phát hiện nằm trên này nghe cái nhà. Thôi giờ mình lấy xuống cho vợ mình ăn thôi. Giờ mừng lại chưa? Cười. Thôi mình cho thử vợ mình nghe cả nhà. Giờ mình gọt cho vợ mình ăn nghe cả nhà. Kể tội nghiệp bầu bì. Con chỉ thơm tưởng mất cả nãy giờ. Mẹ chơi con. Mẹ ẵm con qua đi. Mẹ ẵm con qua hả? Cái này chồng lại nó sống rồi cả nhà. Mình ghim xuống nó ra rễ cái là nữa nó lớn là nó có trái rồi cả nhà. Nhà chưa? Dạ chưa. Chào cả nhà đi. Dạ cả nhà. Thôi dắt con chào rồi. Chào rồi hả? Con có mời cả nhà ăn cơm với con không? Quên rồi. Quên hả? Mẹ ơi, mẹ ơi. Ơi. Mẹ chắc con lại ăn con mèo không? Không. Sao vậy? Mèo nó đang ngủ. Mèo dễ thương mà. Mà mèo ngủ rồi, để mèo ngủ đi. Con mèo không phải, con mèo nhỏ chứ con không phải mèo bộ. Ừ, mà mèo nhỏ đang ngủ mà. Hồi nãy con thấy nó không có ngủ mà. Vậy hả? Để chút mẹ dẫn con lại con mèo ha. Dạ. Giờ mình gọt mấy cái mắt ra cái nha. Ừ, chảy nước miếng chơi. Bởi vậy bầu thèm được chua là phải. Để hồi có ai rửa tay chưa không? Ừ. Thèm chí thơm á. Trời ơi, thèm chí thơm á. Thèm chí thơm giống mẹ hả? Dạ. Mẹ ước chứng là con mèo nắp tủ. Ừ. Ừ, con mèo pha lên chứ ba đâu có giấu mẹ làm chi hả Nghi? Con mèo á hả? Dạ. Ồ, con mèo kỳ cục ha. Mèo kỳ cục pha chế thơm của mẹ lên cây vậy đó hả? Dạ. Con hả? Uống đâu dục luôn luôn đi. Dục luôn đi. Mình gọt xong nghe cả nhà. Ốc. Cả nhà. Mọng nước thơm luôn. Rồi, ăn đi. Cả nhà đi. Cảm giác làm sao? Chấm muối kìa. Yeah. Mời cả nhà ăn thơm. Ngon quá. Chua quá. Hết thèm chưa? Chua quá. Chua ăn chắc nửa trái á. Nửa trái. Chua quá à. Ngon mà. Mời cả nhà ăn với mình nha. Thơm. À, chua chua ngọt ngọt. Ta ăn biết nữa được rồi. Cũng chưa không. Chua không Nghi? Ơi. Ê. Kỳ vậy. Chua hả? Chơi gì con? Chua quá. Sao phun tùm lum vậy? Chua quá. Chua quá hả? Ngon mà. Thơm. Thơm vậy. Con gái mình ăn là chua quá, chua quá. Ăn không được hả Nghi? Chua. Ăn
cầm nguyên miếng bự như nè. Trời ơi. Nè. Đều cả. Chứ đá thêm. Cho mắng hết. À, buổi trưa em ra ăn cơm cũng không khí mát mẻ nha cả nhà. Nồi chua thấy ngon miệng. Nguyên miếng bự luôn. Cái miếng bự. Để nguyên miếng ớt lên ăn cho đã nha cả nhà. Ớt có nồng. Thơm hiển chua. Đã còn nói rồi, chua phải không? Bà cãi nghi không? Đã còn nói rồi. Ngon mà. Con thân Likima. Likima đâu có chín đâu. Trái còn sống rồi con. Nó còn sống nha. Bé mẹ chắc con đi đỡ mèo nha. Một chút xíu rồi con chế đỡ đi. Để không mèo. Không biết con té. Mời cả nhà dùng với mình nha. Cỏ không á. Những ớt đó đi. Ăn sặc mà vẫn thích ăn. Ăn sặc mà vẫn thích ăn. Ừ. Dính rồi. Bầu ăn hết trái này luôn. Ngon quá. Ngon quá. Bầu ăn hết nói à. Bầu thèm bầu ăn đi. Cái gì mà? Hồi đi Nghi đi ruộng nhâm lúa với ba nha. Cái gì vậy? Đi ruộng nhâm lúa. Dạ. Dạ, nhớ nha. Đi ông ngoại thấy sình là chạy víu. Cái này mà có trái dừa uống đã. Rồi mình không biết chèo dừa cả nhà. Dừa của mình cao cao mà. Có mấy cây ở phía sau nó thấp. Mà phải có cái móc giật mới được. Ngon chưa? Đã. Phải mất nãy dám khóc luôn nữa. Khóc không? Dạ, nãy đâu có thấy khóc đâu. À, vợ chồng mình xin kết thúc video đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Còn giờ thì bye. Chào cả nhà. Bi gió cái nhà này nghe. À. Cho phòng một cái.